Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay chiều thứ năm Bắc Mỹ Mountain Time, tình hình bầu cử của Mỹ vẫn còn rất là căng thẳng. Các đảng phái, hai đảng phái nó chịu hàng với nhau và nó tìm cách nó gian lận bầu cử rất là khủng khiếp. Tình trạng Covid của Mỹ thì cũng không có gì gọi là tiến triển tốt. Nói chung thì một số anh chị em các bạn lên mạng, có một số người tôi thấy là phản đối vấn đề mà khi người Việt Nam tham gia hay là theo dõi vấn đề chính trị của Mỹ, cho rằng điều đó là không cần thiết, nó không có ảnh hưởng gì tới bát cơm của người Việt Nam ở trong nước. Cái vấn đề hôm nay thế giới phẳng, mình là một cái phần của cộng đồng quốc tế, mình cần phải theo dõi vấn đề chính trị của những cái quốc gia mà mình làm ăn, để đặng mà mình tìm lấy những cái sự hiểu biết, chứ không phải tối ngày mình ngồi trong nước rồi cái mình đóng cửa lại. Một số những người mà người ta lên mạng, người ta tìm hiểu để nắm rõ được tình hình chính trị bất ổn của cộng đồng thế giới như thế nào. Bên cạnh đó nó rất là tốt để mình có được một kiến thức khi mà cái đám mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, cũng như trong nước cái đám mà dân chủ thổ tả của người Việt của mình, cũng như cái đám mà dân chủ cụi đồ, nó lên mạng nó đem cái dân chủ của Mỹ là điển hình nhất để nó làm cái bình phong, nó đánh phá trong nước. Cho nên anh em chúng ta lên mạng này thì mình cần phải tìm hiểu, chứ không phải là thấy những người khác người ta tìm hiểu, người ta bàn cãi thì mình lại không đồng tình và cho rằng đó là một cái vấn đề nó không ảnh hưởng người ta bắt cơm không. Mình cuộc sống ngày hôm nay mình cần phải tìm hiểu, mình để học hỏi, mình có được cái kiến thức như vậy, khi mà những cái tụi chống cộng nó bị dân, nó đem cái hình thức dân chủ của Mỹ vào nó bị dân, thì mình mới có được cái sự hiểu biết về những cái dân chủ mà nó giả tạo của nước Mỹ, mà bấy lâu nay tụi chống cộng cực đoan thổ tả trong và ngoài nước nó luôn đánh bóng và như là một cái bình phong để nó tìm cách phá hoại sự bình yên của đất nước. Tôi thấy có một số người có những cái tiêu cực rất là kỳ lạ, nhưng mà dầu sao đó cũng là một cái cộng đồng mạng để mình thấy được cái sự khác biệt lẫn nhau thôi. Tôi thì không phải là tôi sống ở Mỹ thì tôi chỉ phải là bàn chuyện Mỹ, khi nào tôi sống ở Việt Nam tôi mới bàn chuyện Việt Nam. Nếu nói như vậy thì chết rồi. Nếu nói như vậy thì thôi mình đóng cửa lại, mình ra ngoài kiếm cái đảo nào hay là vô trong rừng á, dựng cái chòi lên trong đó à, để khỏi phải có biết ai hết, rồi mình tự lập ra cái bang của mình. Này, các bạn thấy cuộc sống xã hội ngày hôm nay nó rất là phức tạp. Một khi mình đã hòa nhập với cộng đồng quốc tế, mình hòa nhập không có nghĩa là mình sẽ hòa tan vào đó. Mình hòa nhập để mình tìm hiểu, để mình không bị dư luận, mà nhất là những cái thành phần dân chủ cụi, cái đám chống cộng thổ tả nó xuyên tạc. Các anh chị các bạn thấy mấy chục năm nay khi đất nước mình chưa có hoàn toàn mở cửa, nó dùng những cái sự mỹ dân, những cái hệ thống dân chủ của Mỹ làm cái bình phong. Các bạn thấy thằng Tân Thái, con Ly Xà Phạm, thằng Danny Chương, những cái tổ chức chống cộng ở hai bên Mỹ này nó rất là thổ tả, và nó luôn luôn dùng cái bình phong dân chủ của Mỹ. Và cái cuộc bầu cử của Mỹ ngày hôm nay nó đã lột trần được những cái bộ mặt thật, nhất là khi ông Trump ông cầm quyền. Bởi vì ông Trump này ông không phải là chính trị gia, anh chị các bạn nên nhớ vậy đó, ông là một người kinh tế gia. Khi ông bước vào con đường chính trị thì nó bị đối nghịch, và những cái đảng phái, những cái nhóm lợi ích nó thao túng ổng không nổi, và bấy lâu nay nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó bao che cái sự dân chủ bị dân xảo trá bịp bợm của nó.
khi ông Trump này ông cầm quyền nó lộ ra hết. Chính vì vậy đây là cái cơ hội để chúng ta cùng nhau tìm hiểu, để mình có thể có được cái kiến thức đó, mình mới đập lại cái tụi chống cộng được. Bởi tôi thấy nhiều khi tôi vào trong những cái diễn đàn của cái tụi chống cộng, những cái người mà ở trong nước hay là một số người lên đấu lý với lại cái tụi mà chống cộng đó không lợi, không hiểu, mình không nắm rõ được cái hoàn cảnh và cái mô hình xã hội của Mỹ, của nước ngoài. Khi mà nó đem cái dân chủ hệ thống, nó nói rất là hay. Anh chị em các bạn lên mạng mà nghe những cái tai mà chống cộng như cỡ như ông Đỗ Thông Minh, ông này á, cái tụi chống cộng nó tự phong ông trở thành một cái học giả. Anh chị các bạn biết ông này từng là một thành viên của Việt Tân. Sau khi mà ông bất mãn Việt Tân rồi ông bỏ Việt Tân, ông rời Việt Nam, ông là một cái du học sinh dưới chế độ cũ. Và sau đó ông học ở bên Nhật á, ông đi học về hóa chất. Ông học xong rồi ra, ông đi theo con đường chính trị. Và ông thấy sao này không được, các bạn biết ông nói các bạn nghe mà không mê nữa chết. Nếu mà những người mà yếu tim mà không có hiểu về vấn đề chính trị, cái đường lối dân chủ Mỹ dân xảo trá của Mỹ đó, tôi nói chị các bạn mê chết luôn. Đến nỗi mà các bạn thấy một người như ông học về kỹ sư hóa chất mà ông chỉ học nó chưa có tốt nghiệp nữa, mà anh chị các bạn thấy không? Ở trên không gian mạng này các bạn chỉ cần trên Google thôi, anh chị các bạn đánh học giả Đỗ Thông Minh nó nổi đầy lên. Tôi từng đấu lý với ông ta, tôi hỏi anh chỉ là tại vì tôi tìm được cái sơ yếu lý lịch của ổng, lúc đó ổng mới hết hồn. Ổng nó ngu cái chỗ đó, cái tụi chống cộng nó ngu chỗ đó. Anh chị các bạn thấy, ủa tôi nói, tôi cầm cái lý lịch tôi nói cái lý lịch này anh đăng ở trên mạng, anh tự quảng cáo anh, mà trong cái giờ, thời gian anh học ở bên Nhật á, anh chỉ học có năm thứ ba là anh bỏ ngang rồi. Học gì quá chất mà tự nhiên anh được tấn lên trở thành phong trở thành một học giả. Vậy ai phong cho anh vậy? Anh học về cái gì mà anh được phong lên trở thành một cái học giả? Các bạn thấy khủng khiếp không? Các bạn đánh thử cho nó, cho các bạn vừa rõ lên Google học giả Đỗ Thông Minh. Nhưng cái lý lịch của ổng tôi có in ra, sau đó ổng xóa trong cái trang, những cái trang mà ổng quảng cáo của mấy cái đám chống cộng á. Để các bạn thấy nó khủng khiếp lắm. Còn một tay nữa là Sĩ Hoàng, ông này chết rồi. Ông này mà nói vấn đề mà tam quyền phân lập, ông này là Việt kiều Pháp. Tam quyền phân lập dân chủ kiểu Mỹ, các bạn nghe không mê nữa thôi. Họ lôi cuốn được những cái người ở trong nước, họ lôi cuốn rất là nhiều những cái đám trẻ trẻ, những cái người mà họ không hiểu đó. Ngay cả các bạn biết thời của con Lê Thị Công Nhân nè, thằng Lê Chí Quang nè, những thành phần mà dân chủ cụi đó, nó lên màn ơi, nó mê, nó ngồi nó mê mũi nó, tụi nó tăng bốc lên. Hồi thời mà của Sĩ Hoàng mà những cái tai mà chống cộng khét tiếng đó, màn ơi các bạn biết nó nói nghe đã lỗ tai lắm kìa. Nhưng mà đối với những người như tôi sống ở Mỹ, tôi quá gặp tụi nó rồi, quá biết rồi, nó không phải như vậy, nó chỉ là một cái hình thức thôi. Các bạn nghe ông Đỗ Thông Minh mà tự phong gọi là học giả đó, họ tự động cái tụi chống cộng ở bên Cali ở bên Mỹ nó mời ổng đi làm diễn giả đó, rồi tự động riết nó phong ổng lên làm học giả luôn. Rồi các bạn biết ổng viết sách ổng nói ổng xuyên tạc về con đường sự nghiệp cách mạng của bác và đảng trong cái công cuộc mà gọi là thống nhất đất nước, không dị hòm nữa thôi đó. Tôi nói anh chị các bạn, những lần mà tôi tranh luận với ổng cái gì, ổng nói không lợi, ổng bị bí lối cái gì, ổng quay qua ổng chửi tục màng rồi ổng chửi. Mà tôi nói anh chị các bạn biết giận tóc gái luôn. Tôi hỏi ổng, anh là một người tự cho là học giả mà anh ăn nói tục tiểu như vậy anh nghĩ sao hả? Ổng nói tại vì ổng được quyền là nói như vậy. Các bạn thấy không? cái sự xảo trá bịp bợm của cái đám chống cộng ở hải ngoại nó ghê gớm lắm. Bởi vậy mình đừng có nghĩ rằng lên mạng cái chuyện chính trị của nước ngoài là mình ô đừng có tham gia vào, đừng có để ý làm chi, nó đâu có ảnh hưởng gì tới bát cơm. Lợi Minh ở Mỹ thì lo chuyện bên Mỹ đi, chuyện trong nước có lãnh đạo Việt Nam lo rồi. Màng ơi, cái kiểu đó thôi tiêu mẹ rồi. Bởi vì lên mạng đi tranh luận với mấy cái đám mà chống cộng nó bút văn vô dách hết trơn.
mấy lần mà tôi đi gặp, tôi nói nó không có lợi tụi nó gì hết, hồi nó bẻ hết, cuối cùng mình quay qua, mình những người đó quay qua ngược trở lại bị tụi nó lôi cuốn theo và đi vào cái dòng xoáy của nó. Mới đầu thì theo bác và đảng, cuối cùng người thấy nó nói có lý quá, mà nó nói mà nghe hay quá chừng hay mà mèn nó coi, xong rồi văng vô vách luôn. Các bạn thấy, ngay cả tôi nói điếu cày Tạ Phong Tần, những người này họ chỉ vì hiểu sai về vấn đề mô hình dân chủ của Mỹ thôi, cho nên họ mới quay qua họ chống phá đất nước. Khi họ đến đất Mỹ rồi, các bạn thấy bây giờ hỡi ơi câm như hến hết. Tạ Phong Tần, các bạn nhìn đi, những người đó là những đảng viên đấy, là những người có từng làm trong ăn cơm bác và đảng đấy. Bởi vì sao? Không nắm rõ được những cái kiến thức mà bị tụi nó lừa, cuối cùng qua Mỹ bị gọi là cho sống lưu vong, trở thành những kẻ gọi là vô tổ quốc. Các bạn thấy, chính vì vậy chúng ta phải có mặt trên cái không gian mạng này để mình học hỏi và tìm hiểu những cái hệ thống tư bản dân chủ Mỹ dân của nó, nhất là trong cái cơ hội bầu cử của Mỹ hiện nay, nó lột trần ra hết tất cả những cái bộ mặt xảo trá của nó. Mình cần phải chia sẻ rộng lên để cho người dân Việt Nam họ không có mù quáng và họ không có ngồi đó mơ tưởng một cái đất nước gọi là dân chủ tư bản, đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập của nó. Đây là cái cơ hội mình cần phải học hỏi. Tôi chỉ làm tiếc, đây làm tiếc có một số các bạn còn trẻ có những cái đầu óc tư duy rất là bảo thủ. Bởi vậy tôi nói, tôi nghi nghi là có một số người trong ngay cả những cái nhóm, trong cái nhóm lực lượng 47 rất là dở, rất là dở, ngồi đó cứ co ro co rút lại. Ngay cả các ban tiên giáo hay là bên mặt trận tổ quốc gì, trang mạng trên Facebook thì rất là nhiều. Lúc trước kết bạn với tôi rất là đông, sau này tôi quỷ hết. Tại vì cái tối ngày mình đóng cửa, mình ngồi mình nói chuyện với nhau không, mình không có một cái gì để gọi là phản biện lại. Mình phải mở cửa ra để đặng mà để những cái đám chống cộng nó vào, để đặng mình dạy dỗ nó, để những người mà họ làm đường lạc lối mình giải thích cho họ nghe. Chứ kiểu như mở ra những cái trang mạng truyền thông chính thống rồi cuối cùng mình chỉ ngồi đó mình nói cho nhau nghe thôi. Mấy chục năm nay tôi thấy như vậy, có nhiều khi rất là đau lòng và rất là buồn. Rất là buồn anh chị các bạn. Mà gần đây tôi thấy càng lúc những cái người người ta càng hiểu biết, nhất là trong nước họ nhìn thấy được sự thật. Đó là niềm vui và hạnh phúc nhất của tôi. Khi tôi thấy những người mà ở trong nước càng lúc người ta nhìn thấy được cái bộ mặt dân chủ xảo trá bịp bợm của Mỹ, và họ lên không gian mạng họ tấn công được những cái thành phần mà nó bị dân, rất là hay. Tôi ngồi tôi nghe đã lỗ tai, thay vì mình cứ đi thao thao bất tuyệt, bây giờ lại có những người họ rất là hiểu biết, rất là khuyến khích, rất là kích lệ. Chỉ buồn cho những người có những cái giới trẻ mà ngồi đó cái bảo thủ, cái kiểu như vậy. Tôi nói lãnh đạo Việt Nam mà người ta có những cái nhìn như vậy thì đất nước các ngày hôm nay các bạn không có được như ngày hôm nay đâu. Chứ ta nhiều niềm tin chiến lược, nếu mà đường lối, nếu mà bác và đảng ngày xưa mà không có những cái chủ trương phải đi ra tìm đường mà cứu quốc để thống nhất đất nước thì các bạn ngày hôm nay không có được như ngày hôm nay đâu. Cho nên đừng có bảo thủ như vậy. Mình làm công chuyện chút xíu rồi nói tiếp. Mình tranh thủ thời gian với nó. Thành ra anh chị các bạn thấy nhiều khi trên không gian mạng này mình cần phải học hỏi, mình cần phải phấn đấu với vươn lên để đặng mà mình hấp thụ được những cái thông tin hay và tốt nhất để làm cái vốn liếng, để bẻ gãi được những cái luận điệu xuyên tạc. Cái ngồi đó được giao cho một cái công việc của trong một cái lực lượng nào đó, cái ngồi đó co rút lại, cái gì cũng sợ hết. Sợ tìm hiểu về chính trị Mỹ cũng sợ, cũng run.
Còn còn trên không gian mạng này, tôi nói chuyện các bạn, có nhiều người tôi không đồng ý vấn đề. Anh phải là quốc tịch Mỹ, anh phải là công dân Mỹ thì anh mới được xía vào trong 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 cái chuyện của nước Mỹ. No way. Tôi không đồng ý với cái lập trường này. Nói anh chị các bạn. Bởi vì sao? Mỗi một người dân Việt Nam hiện nay là chủ, làm chủ cái nước Mỹ, cho nên người dân Việt Nam có quyền xía vào cái chuyện của nước Mỹ. Yes, thank you. Cho nên một số người tôi thấy ngay cả những cái phe chống cộng tụi nó chửi ấu đả với nhau, bởi vì một số những người ở bên Canada, bên Úc, bên này kia. Normal, yeah, just normal. Nè, thank you. Cho nên các bạn thấy nó, mình nói tới đâu rồi ta? Ok, cái gì được không? Nó tới đâu rồi? Mấy thứ đó nó làm mình quên cha mẹ trơn rồi. Nói tới khúc nào rồi ta? Thao thao bất tiện. Mấy hôm nay mình có nhiều đề tài lắm nha anh chị các bạn. Có rất nhiều đề tài. Tại vấn đề bầu cử rồi nhiều khi trả lại Facebook rồi nhiều người họ nói à cái vấn đề mà ô tôi phải là quốc tịch Mỹ, lá tôi có lá phiếu đi bầu thì tôi mới được đụng vô chuyện nước Mỹ. No, cái đó là tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý cái tư duy như vậy. Không nhất thiết anh phải là một công dân Mỹ, anh có quốc tịch Mỹ anh mới nói chuyện Mỹ được, hay là anh mới lên tiếng về bình luận về nước Mỹ được. No. Nước Mỹ này ai cũng có quyền, ở quốc gia nào người ta cũng có thể nói về chuyện nước Mỹ được, họ có thể bình luận và phân tích được hết chứ không phải là không. Tại Mỹ nó là hiệp chủng quốc, nó là một cái quốc gia hiệp chủng quốc, nó không phải là một cái quốc gia đơn độc, nó là một cái quốc gia của cộng đồng quốc tế. Và người dân Việt Nam trong nước họ vẫn có quyền, hay bất cứ ở quốc gia nào dù họ có quốc tịch Mỹ hay không, họ vẫn có quyền lên án và phản đối những cái vấn đề của xã hội Mỹ. Tôi nói chỉ có bạn một điều này, tại vì những chủ nợ của nước Mỹ hiện nay rất là đông, ngay cả một đất nước nhỏ bé như Việt Nam, người dân gần 100 triệu dân Việt Nam hiện nay là làm chủ nước Mỹ, cho nên mà ai cũng có quyền hết. Anh chỉ là anh, dù anh có công dân Mỹ hay quốc tịch Mỹ, nó chỉ là một cái hình thức hợp thức hóa để anh thường trú nhân tại cái quốc gia sở tại khi anh đóng thuế, và cái phúc lợi xã hội mà anh đóng vào trong đó để anh được hưởng thôi, chứ không có cái gì cả. Cũng như anh về Việt Nam, nếu mà anh muốn trở thành, anh có nguyện vọng trở thành một công dân của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam, thì anh phải hợp thức hóa giấy tờ, chứ có vậy thôi. Chứ đừng có, tôi không thích cái làm quan trọng quá cái vấn đề quốc tịch Mỹ, công dân Mỹ, công dân Mỹ, tôi nói đụng chạm là cái quái, cỡ như thằng Snowden, Edward, nó là người Mỹ đó, nó là người Mỹ da trắng đấy. Ông Obama mà tước quốc tịch, tước quyền công dân của nhỏ thằng nhỏ chạy mất, chạy xách mất sang bang, chạy tới nỗi mà phải xin tị nạn bên Mỹ luôn, ở bên Nga luôn. Bây giờ nó đang chuẩn bị nhập quốc tịch Nga đó. Cho nên tôi thấy nghĩ không nên quan trọng quá vấn đề quốc tịch, nó chỉ là cái tờ giấy để lộn lưng thôi. Ở cái xã hội Mỹ thì tôi nói chị các bạn biết, có làm mới có hưởng, anh không làm thì anh chỉ ăn bám vào cái phúc lợi xã hội. Hiện nay tôi nói rất là nhiều người, một số những người mà họ chống ông Trump, tại vì họ mất những cái quyền lợi mà chính quyền Obama mà do Biden đã dựng lên, những cái phúc lợi xã hội rất là cực kỳ lớn, nhất là Obamacare, nó làm ảnh hưởng tới. Bởi vì anh chị các bạn thấy trong cái cuộc mà đi bế, mà tranh tranh cãi giữa mấy ông tổng thống, những đồ và những người ứng cử viên rồi đó, họ đem vấn đề đó ra, trong khi đó chính sách phúc lợi xã hội của Obama mà đặt nặng cho 20 triệu dân Mỹ, những người này họ được hưởng một cách gần như là
không tốn đồng xu nào, trong khi đó nó làm ảnh hưởng tới gần 200 triệu người kia, họ phải đóng bảo hiểm và họ phải đóng thuế rất là cao để nuôi lại cái số 20 triệu người này. Các bạn thấy nó nghịch lý như vậy. Và những cái số người 20 triệu này khi họ mất đi những cái quyền lợi của họ mà cái đám dân chủ thổ tả nó tạo, nó trở thành những sự đấu đá giành giật hiện nay. Thành ra cái cuộc bầu cử của Mỹ hiện nay nó rất là hỗn tạp, chưa bao giờ có trong lịch sử Mỹ. Một cái quốc gia mà tự mệnh danh gọi là tam quyền phân lập, dân chủ tự do đa nguyên đa đảng, bây giờ những người mà dân chủ cụi trong nước, cái đám mà thổ tả chống cộng cực đoan ở ngoài, giống như là bao nhiêu năm nay các bạn thấy không, đổ sông đổ biển nó lộ ra hết rồi. Bao nhiêu năm nay tôi chiến đấu với tụi nó, ngày hôm nay nó đã lộ ra hết. Đấy, ngày hôm nay bắt đầu những người Việt ở hải ngoại, ở trong nước họ đã nhìn thấy được rất rất là nhiều người Việt ở hải ngoại. Tôi thấy họ bắt đầu họ đứng lên, họ live stream, họ chia sẻ về mặt tiêu cực của xã hội Mỹ. Đây là một cái điều rất là đáng mừng. Họ không có vẽ giống như cái bánh vẽ lúc trước nữa. Lúc trước mấy cái thành phần mà qua Mỹ được, mới qua Mỹ được, hưởng được một chút phúc lợi xã hội, lên live stream, trời ơi, tôi qua Mỹ con tôi được đi học phi, được ăn phi, được ở trường tốt, không có giống như ở Việt Nam. Đấy, bây giờ nó lộ ra một cái bản chất xảo trá, vấn đề mà dân chủ, nhân quyền, tam quyền phân lập của cái lũ dân chủ hổ tả và ô hợp. Anh chị em các bạn thấy nó hay ở chỗ đó. Cái quan trọng chúng ta có mặt ở trên không gian mạng này là để vạch mặt cái đám dân chủ thổ tả, chứ không phải lên đây để tâng bốc với nhau, bè phái, đảng phái, thượng đội hạ đạp, thích nhau thì lợi minh, không thích nhau thì đá đảo Lợi Minh, trục xuất Lợi Minh về Việt Nam ở đi. Lợi Minh ở bên Mỹ thì nói chuyện Mỹ đi, đừng có nói chuyện Việt Nam.